xe cô rà mình thay nhớ. Thì sẵn trên đường đi mình quay cho cả nhà coi cho vui nha, cho cả nhà coi hãng xe ở bên mình. Trời ngoài đang mưa cả nhà ơi. Lát mình vô hãng xe mình sẽ quay cái hãng xe cho cả nhà coi ha. Coi ghiền luôn á cả nhà ơi. Giờ cùng theo Nhung đi lên hãng xe coi nha cả nhà. Watch out, vehicle stopped by shoulder ahead. Cho vui ha.
cho các bạn coi cái hãng xe Acura bên Mỹ nha. Vô cái hãng xe rồi ai cũng thích đó, cả nhà ơi, vô cái bị nghiện luôn cả nhà ơi. Trời, cho chạy đập bật kinh mà chạy dữ trời. Đó, trước mặt Nhung là cái hãng xe nè cả nhà. Nó bên trái của Nhung là cái hãng xe nha. Bây giờ mình quẹo vô hãng xe nha. Đó, cả nhà thấy cái chữ màu xanh không? Cái logo hạt câu rà đó, trước mặt Nhung á. Ok, giờ mình chạy vô nha cả nhà. Xe ở đây mình thay nhớt. Thay nhớt không có tốn tiền nha cả nhà. Tại chiếc xe của Nhung còn warranty á. Warranty cho nên thay nhớt không có tốn tiền nha cả nhà. Ok, giờ mình chạy vô đây. Đó, xe tự động nha cả nhà. Hello. Hi. Nói với chú hôm nay mình có đẹp phone mình không? Của mẹ không? Ừ, của mẹ. Hả? Ừ. How are you? Good, how are you doing? Yeah, thank you. Did you have an appointment with that? Yeah, at 3:30. Gotcha. Kim Nguyen. What are we in for? Kim. Oil change. Oil change? Yeah. Okay. The first one, because we have a wrong thing for my car the last time I buy for new one. Okay. Yeah. So you have like a package for it? Yeah. Okay. Well, I think so. I'm just gonna open your door real quick. Thank you. Thank you. The first day, the first time, I don't know how many miles, you know. Oh, I got you. Yeah. Thank you. Cả nhà ơi, thấy xe đẹp không? Xe Acura giống hiệu của mình là cả nhà. Đó, ngoài giờ trời mưa rồi Nhung cũng ráng chịu khó quay ra cho cả nhà coi tí xíu. Tại lên tới đây rồi mà không quay thì thấy tiếc quá. Cả nhà thấy xe hơi không? Đó, xe hơi ở Mỹ mà bỏ ngoài đường vậy đó cả nhà. Nắng mưa, tuyết tùng rồi nó không bị bạc màu, không bị tróc sơn, không bị gì hết nha cả nhà. Đó, ở đây là Nhung mua xe ở hãng này nè cả nhà. Đó, quay cho cả nhà coi cho đẹp nha. À, xe đó, xe ở Mỹ mà bỏ ở ngoài đường vậy đó cả nhà, giống như là ngoài trời mưa lớn quá cả nhà ơi. Mình quay chút xíu cho cả nhà coi thôi. Đó, cả nhà thấy không? Hãng xe đó, hãng xe của Acura đó. Cái hãng xe này là Nhung thích nhất luôn á, từ ngồi qua Mỹ tới giờ Nhung rất là thích cái hiệu xe này. Cho nên Nhung chạy hai chiếc là hiệu này hết nha cả nhà. Ở đây phải trời đẹp á, Nhung quay từ chiếc cho cả nhà coi ha. Mà giờ mưa quá rồi, cái đầu Nhung ướt nhẹp rồi nè. Giờ Nhung quay cho cả nhà coi chút xíu thôi. Ở đây là đây xe bữa nay xe nhỏ nhiều. Đợt trước Nhung mua xe là đợt đó xe nó về toàn là xe lớn không cả nhà, xe 7 chỗ không. Đó, bây giờ có xe nhỏ không à. Giờ tạm thời Nhung quay sơ sơ cho cả nhà coi ha, tí xíu hết mưa xe Nhung xong, nếu mà nó hết mưa thì Nhung quay cho cả nhà coi tiếp. Đây là cái xe lớn nè cả nhà. Sau trước mặt Nhung là xe lớn. Xe 7 chỗ cả nhà. Cả nhà thấy đẹp không? À, xe 7 chỗ giống xe Nhung á. Đó, cả nhà thấy không? Giờ Nhung đi vô nha, lạnh quá cả nhà ơi, mà trời mưa lớn. Bên trong hãng xe nha cả nhà. Nhung quay ra bên trong cái xe hãng xe cho cả nhà coi, chiếc xe đẹp tuyệt vời luôn. Xe đời mới như cái này 2020 nè cả nhà. 2020. Xe màu đẹp, pretty color. Cái màu đẹp dễ sợ cả nhà. This nice color. Này là 30.000. 30.000 mai rồi. Xe này có mai rồi nha cả nhà. Đây. Đẹp dễ sợ. Đây là xe nhỏ nè cả nhà. Nhà thấy xe đẹp không? 2019. 2019. Cả nhà thấy đẹp không? Ở đây là bên trong hãng xe Acura nha cả nhà. Hồi nãy Nhung quay là ở ngoài.
Cái này mấy cái xe này người ta chân mẫu rồi đó nha. 40.000 mà giờ sale. Hi, how are you? Good. Long time long see. Chen Oi. Chen Oi. Yes. I'm good. Thank you. Good, good. How are you today? I'm good. Good. Very cold. It's cold. The rain outside whole day. Yeah, this nice color. This nice one, color, right? This is on sale, right? This is on sale. Oh, this night. Nice. Ngồi nghỉ ngơi, chờ thay dầu, thay nhớt xe mà mình được ăn kem phi. Kem phi nè cả nhà. Ở đây kem phi nè. Đó. Kem phi, kẹo phi. Bánh cũng phi nha cả nhà. Đây mình ăn mình không mất tốn tiền. Cho nên con Nhung vô đây nó thích ăn lắm cả nhà. Vô đây cái nó lấy kem, lấy đồ nó ăn tùm lum. Rồi cả nhà thấy hãng xe bên Mỹ không? Quay cho cả nhà coi cho vui nha. Giờ mình với con mình ngồi ăn kem. Kẹt xe quá cả nhà ơi. Đó, giờ này giờ cao điểm rồi, kẹt xe 5 giờ, gần 5 giờ chiều cả nhà. Xong rồi, Nhung tính quay cho cả nhà coi thêm mà mưa quá cả nhà ơi. Kem đã đời, ăn bánh đã đời luôn. Lấy đóng bánh.
cái đường xá dơ quá. Ngoài đường cũng có thui, nhưng quay không có rõ. Nhưng quay cho cả nhà coi chút xíu vậy thôi nha cả nhà. Ngoài trời cũng không được đẹp lắm cho nên thôi, nhưng cũng quay nữa rồi hẹn cả nhà video sau nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Hẹn video sau nha. Chúc cả nhà một ngày tốt đẹp nha cả nhà. Bye bye.